Và ráng ráng tới đằng này ráng không nổi rồi, tới đây ngưng luôn. Bụng sinh non quá nhiều rồi. Anh chủ nhà thì mình cũng giải thích cho anh dữ dằn lắm, anh mới cho mình chất đất ở trong đây cái đường này nè. Đường này là đường anh đi bộ ra vô. Mình bàn với anh nói anh ơi, cái đoạn bờ này mà giờ mình chất cao vậy không nổi anh ơi. Tại lúc đầu cái đoạn bờ này đất nó yếu á, yếu đất khô á. Rồi mình làm hết đoạn từ đẳng tới đây nè, cái bị sệ xuống xong rồi mới bàn với anh mới cho mình chất đất trên cái đường đó đó. Rồi mới bò lại sửa nè, nó sệ ra nó giạt đất nó bùng tới bên này luôn nè. Rồi mình mới cứu lại, mình móc sâu sâu xuống nè, cái ảnh lấy cái trang mình ảnh cào sình xuống cho nó lấp lại, chứ đó mình giới không là không tới rồi. Bờ này làm tính ra nó cũng nhiều, nó do cái đất nó nhiều quá mà chân đất khô nó ít nên làm nó cũng hơi 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 bị lâu rồi. Thì mình dục đất qua đây nè, cái nữa anh mướn người ta, anh lấy xe rùa đẩy vào trong, cũng nói anh như lắm anh mới chịu bỏ đây đó, chứ chưa không nổi, không có chỗ chứa đất mà. À, cái đoạn sạt đó mình hạ xuống khoảng gần mấy hôm giờ xuống phà cũng lo sợ nó nứt nữa, cái không biết sao sửa, dưới này cũng chưa có lề nữa. Hôm qua bên đây nữa khỏe rồi. Anh chủ nhà thì anh tiết đất thì làm bờ cao cao phải chân phải đứng ý anh vậy đó. Thử hả? Là nhớ còn chế ở ngoài cái bọng hả? Đang sợ cua phát bọng hả? Quá trời nó phá, không biết chạy được không em. À, cái lỗ này còn ướt này anh chịu khó anh lấy giá anh đào xuống anh cào xuống á. Ừ, lấy cái trang anh cào xuống đi còn mềm á, mày cào học xuống chút đi, nữa mày cào xuống. Ừ, đổ sâu đó thì được đó chứ nó nhiều quá trũng à. Lúc đầu anh cũng không có tính đặt căn bọng, tính đào tay, mình nói trời đất ơi cái bờ này mà anh đào tay chắc chết quá anh ơi. Thì mình mới anh ra cái mình nói ảnh chứ lúc đầu anh không tính đặt, anh sợ mồi, mình lấy đất sình mình đổ giữa thì nó hết mồi à. À, đời nó không như là mơ hen. Hôm qua phải đừng có trục trặc cái vấn đề đó, thì cái bờ đó mình cái bờ này mình làm xong rồi. Nó bị sạt một cái thì phải lẽ giờ phơi phơi rồi biết nào lúa sắp xạ rồi. Mình đây vòng vòng đây mình cũng đâu có đất ở đây đâu mà mình bỏ lại đây được, đất mình có mình ở xa lắm, phải chuyển cũng cả buổi mới tới rồi. Phải lấy cái đất khô trong cây dừa ở đó đó mình chèn ra hết ở đất sình đó mình trả về chỗ đó lại nó mới cứu được cái bờ đó. Thì hôm nay mình cũng lên cũng có chia sẻ tâm sự với ảnh, nói cái đoạn đất chỗ này đó ảnh thì ảnh nào giờ ảnh chưa có đào, ảnh sợ như vậy rồi sao mà xuống mà hút ra hết á. Mình mới chia sẻ ảnh là mình móc lỗ anh chịu khó anh lấy đồ cái trang anh cào xuống giùm em, chứ giờ em lội xuống cái mất thêm mấy tiếng nữa anh ơi. Mình bình thường mình cào chừng buổi à, còn em xuống quần tới quần lui nó hơi lâu, anh thông cảm giùm em. Thì anh cũng chịu đó. Quá trời này chả nhớt đâu mà giữ thần người ta. Chắc có thể nó bị lỗ mọt nào đục trên đây rồi. Chả ráng luôn, ráng hết bữa này. Bị xì lỗ mọt rồi, lỗ mọt đâu đây nè, cái ống đó nó bị tươm nhớt rồi, mới tươm thôi, chạy ráng ráng, giờ mà tháo ra cái mình đi không biết ở đâu mà hàng nữa, tháo ra hàng đứt hết mũi nữa, hơn nè, ráng ráng chạy
Để rút miếng đất này rồi cái mình tới cái miếng đất mà mình mới lãnh người ta rồi đó, anh kia anh chia lại cho mình đó, sau đó cái mình tháo ra mình có thời gian nhiều hơn. Qua tính ra cái bờ đó thì nói chia cho xa xôi, cái bờ đó lỗi cũng do mình phần nữa, lỗi là mình ý y mình đem theo có tấm dĩ à, dưới bờ làm cao lúc mà mình vuốt bờ á, đất này nó xốp nữa, vuốt bờ cái lên cái khâu rồi mình đứng mình vuốt á, cái nó lúng, nó lúng lúng con bánh ngoài ra nè, rồi bắt đầu cái mình xe chuyển mình chạy, mình khi mình làm rồi thì nó mới sạc, nhưng mà khi mình vừa qua rồi á, qua rồi thì nó đứt nữa cái đoạn mà lúng xuống á. Nên giờ cái bờ này mình cũng rút lại cái kinh nghiệm về chịu cực đi dĩ cho nó chắc. Chỗ đó anh đào chút rồi chứ gì, nãy giờ anh đào chừng 50 phút à. Mình làm cho nó hút đất ở phía trước cho cao rồi vậy đó nó mới hết đất. Cao quá cao, đất dư nhiều quá nhiều. Cái độ lại của nó thì mình làm cũng lại vuốt là ti mình hết ti luôn. Nó cái đống đất xe đằng đầu nó hơi cao, hơi cao mình phải banh ra để mình hạ thấp độ cao xuống, hơi cao ra đi nguy hiểm. Đất nó cao, có dĩ nó cũng dễ sạt xuống.
bành ra lấy đất cứng trong góc bờ đó, mình đưa ra bên hông này nè, cái đất sình cái mình cả vô chỗ giữa đó. Nó làm cái bờ này thấy nó bệnh quá trời. Mà giờ hạ thấp xuống thì đất nó dư. Buổi sáng này chạy công chuyện thấy nó mà nó chạy. Sáng chạy từ góc đó lên tới đây. Thấy cũng được rồi. Còn đây đó chừng tiếng nè. Làm cái đó xong cái mình lên đây mình làm thẳng cái bờ này xuống đây. Bờ giữa này làm sao cùng? Làm sao để đường mình về á? Giờ mình cũng chú đáo dầu lo hết để đây. Nào xe tới đây cái mình xách lên đổ. Bên đây đường về người ta lấy nước lĩnh bỉnh hết trơn. Chuẩn bị xả lúa nữa cái gì đó. Cũng sắp tới cái bờ ngang nè. Cái này mình hạ xuống một chút rồi. Nó đắng hơi cao, cái này mình hạ xuống. Cái bờ ngang này mình làm cao nó dễ bị sạt lắm. Nhưng mà mình xuống là từ thôi. Đất này ở đây mình theo mình nhận định mình thấy đất nó xốp chứ không phải là cái lớp đất sét. Xốp thì khi mà nó khô thì nó cũng cứng đó, nhưng mà khi mà nó đụng nước rồi là nó mềm à. Trước mà mình về bờ á là cái bờ đồng bờ chỗ này là nó nhỏ nè, nhỏ rồi mình có giờ nó khô lại á, mình kè cái chân ra chút rồi cho nó hơi lại hơn người ta đắng này. Thì anh chủ đất anh có nói sao lại mình cũng giải thích cho anh hiểu thôi. Giờ mình chạy mà người chủ đất ta chỉ nhìn thấy thôi, nếu mà thấy cái nào mà không dữ thì anh nói thì mình cũng khắc phục. Làm cái đoạn này chứ mình làm chứ vừa làm mà cũng hồi hộp rung mà sợ nó sạt cái bờ xuống, sạt cái xe luôn á. Thấy chạy không thì im lắm mà sửa bờ sợ nó đi nửa bờ ra giống như hôm qua. Tối nay mình cũng rút kinh nghiệm hôm qua rồi. Tính bỏ chỉ nè, mà suy nghĩ lại hôm qua thấy hơi dội, thôi chịu cực luôn. Mình xử lý cái bờ này á, nó lẹ, không có dời rất nhiều á. Có hôm qua làm thấy tầng ai với nó quá trời, hôm qua thấy căng thẳng. Này nó thoải mái hơn, chạy công chuyện. Sáng giờ đánh hai cái bờ dài là một cái bờ ngang. Thì cái này còn chắc có thể tương lai là theo mình đoán mai chắc có thể rồi. Không còn nhiều nữa. Biết rồi. Anh sợ mình quên đặt bọng. Mà mình phải vuốt ta ly rồi xong hết mới đặt bọng chứ đâu phải về muốn đặt.
ống này chắc làm như anh Đạt anh lấy nước vô. Rồi chưa? Cái nhất 10 có hụt không? À, hụt hết anh chít rồi. Nhất 10 thì lúc nào phà mình cũng mua để thủ sẵn. Xe nó thì chạy bộ công tắc cũng rịnh rồi. Chạy thường mình cũng châm vô. Với mấy ngày nay nó bị chảy cái sắt trên đó rồi. Nay xe bắt đầu hao nhớt rồi. À, thôi mình xin tạm dừng ở đây. Mình xin mến hàng gặp bạn bè xa mình vào cái buổi chiều ngày mai.